Em chỉ có một bài duy nhất thôi nên là hôm nay cũng hát bài đó, cũng gửi tặng cũng như là một lời cảm ơn đến tất cả cô chú và anh chị nha. Anh chị có hát không hay cũng bỏ qua cho em nha. Tôi là tôi hai à, bài hát làm nên thương hiệu của em à. Thank you.
kính thưa quý vị, kính thưa bà con, đường xá xa xôi, mưa rất nhiều, nhưng mà tất cả ở đây có mặt là không bỏ vợ chồng tôi và không bỏ con tôi, đến đây để giúp đúc những thời gian quý báu, để đến chung vui cùng gia đình. Tôi không biết nói gì hơn, xin chúc tất cả mọi người ngon miệng, chơi không chơi không về. Thứ hai đó là bữa nay là nhóm họ ngày mai mới tết đất nha, đề nghị có mặt đầy đủ nha. Tôi với bà xã tôi sẽ ra một bản gặp lại cố nhân ba tổ hả bản gì đám cưới đường quê nó còn đám hai chứ. Rồi, gặp lại cố nhân đi. Nhân đi, lâu quá à, tôi bà không gặp lại cố nhân, gặp lại có gì đâu, nhà vui con mình. Thank you.
Oh,
Được sự cho phép của đoàn gia tộc Nam Dung tôi hướng dẫn chú rể kính lễ hôm nay và chương trình buổi lễ hôm nay tôi xin được thông qua phần thứ nhất trình lễ phẩm, phần thứ hai trình lễ tượng đăng và bái đường. Tượng đăng thì không có đôi sông đăng, lý do là giữa bên nam và bên nữ chú hôn có là chế bằng cái đôi sông đăng. Phần thứ ba là trình cái lễ lại họ. Phần thứ tư chú rể đã mang bài tiền. Phần thứ năm trình lễ trao qua cho cô dâu. Phần thứ sáu trình cái lễ lập xong giữa mâm trầu. Và phần thứ bảy chúng tôi trình lễ là hồi gia trước dâu và tỉnh họ. Chương trình buổi hôm nay chắc chắn có điều thiếu sót, rất mong nghị vị trưởng tộc, lưỡng tộc hai họ, đặc biệt là đoàn gia tộc nữ chú hôn có gì thêm bớt giúp cho buổi lễ được đầy đủ và tăng thêm cái phần long trọng. Phần địa phương có những địa phương phù hợp với nhau và có những điểm cũng chưa phù hợp, cho nên nhờ trưởng tộc cũng như ông đại diện có gì thêm bớt giúp cho buổi lễ được đầy đủ và tăng thêm cái phần long trọng. Xin trân trọng kính mời. Còn nếu không có gì thêm bớt cho phép vừa buổi lễ được bắt đầu. Về phía cũng trình những như vị trưởng tộc, lưỡng tộc hai họ cũng như hội đồng gia tộc bên nữ chú hôn. Về phía nghi lễ gồm có một cây việt, một cây từ đường và một mông lọc. Còn về lễ phẩm gồm có 5 mâm lễ phẩm, trong 5 mâm lễ phẩm gồm có trà, rượu, bánh và trái cây. Trước sắp ra cúng của thất tổ, sau quý tộc dùng nước lấy thảo và đàm đạo trong buổi lễ hôm nay. Phần này nhờ ông đại diện sắp ra cúng của việc dùng. Cầu chữ lành chữ phúc hai con phần kế tiếp tăng lan và tăng nương đó, hai con đồng bước ra giữa ngôi thờ để điểm một lễ bái đường, điểm hai cái lễ lại Phật, điểm ba cái lễ xá chân dung lúc quỳnh giáo chủ, điểm tư cái lễ lại họ, điểm năm cái lễ lại ông bà thân tộc ngoại hai bên hiện tiền, điểm sáu cái lễ là quát và cha mẹ dẫn vợ ra Lan Anh ơi, ở Thanh Vũ ơi, Thanh Anh ra ở trong khung hoài mẹ tối khung mẹ khung hoài tối khung con ơi. Rồi nhắc dẫn nha. Nhắc dẫn đó con. Hai con đứng sát vô dây ngôi thờ. Dì trong ngôi thờ.
trung tay kịch để của quyền hai xá xây ra ngoài chúng ta tạ ơn thiên hoàng địa mẫu trời cha đất mẹ hai xá đó vừa cài qua cài băng rồi gài đi hôm qua cái gì đó cái phần buổi lễ này thì cái lễ thân nến là cái dâu nhưng mà lễ chính hôn thì lễ ngày hôm qua là cái lễ chính hôn nhưng mà đường xá thì xa xôi quá xa xôi đi nên là hai bên thông gia người ta cũng có trao đổi với nhau trước rồi thành ra cái lễ chính hôn là miễn nay là cái lễ dâu nhưng mà cái phần tiếp tiệc trưng dụng trong cuộc lễ chính hôn với cuộc lễ mà thân nến với dâu này đó là hai thông qua người ta có trao đổi trước là bên nhà trai có trao đổi với nhà gái là bạc ngân hàng nhà nước là phí tiền cho nhà gái là 50 triệu tiền ngân hàng nhà nước còn đồ nữ trang là nay là nước dâu đó cháu trai nó cũng thông qua bên nhà gái bên nhà trai thông qua nhà gái là đồ nữ trang là nay tân cháu dâu mới đó là phần vàng đó là trao cho con hai cây vàng phần này hai bên thông gia thì ta trao là của nhau rồi thì cũng lên tiếng cho hai bên ở đây là tìm hiểu biết nhau còn cái lễ nước dâu này thì nói chung đây thì bây giờ đây thì hai bên đây thì tới đây để vui vẻ để chúc mừng cho hai con là cái tóc thăm năm và đứng thân nhau mãi mãi là cho đến ngày Giáng Long đầu bạc thì nay mình tiến hành lễ để mà mình lên đường đi thì trước hết đây thì hai con ra đây để hành lễ để trước là tạ ơn của quyền để lễ tạ ơn Phật và tạ ơn bà thân tập mình mà hiện tiền để trao lại cho nhà trai để trình tôi biết dâu lên đường mình đi hai con đồng dây vui thật vừa thôi được rồi dây ngôi thà hai con đứng nha. Nam mô A Di Đà Phật, đầu cuối lại của quyền Thất Tổ để đáp ơn báo dưỡng sanh thành. Hai con nguyện giải lòng lành nhờ ơn Thất Tổ lòng thành chứng tri. Hai con đã gắn duyên chặt dạ nguyện cùng nhau kết tóc đến già. Bốn lại này Thất Tổ chứng minh cho đôi trẻ chung tình mãi mãi. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất, nhì, ba. Đủ bốn lại chắc tay lên trán cháu bà xa một giờ tới giờ tám muôn lại cho mùa đổ mồ chắc tay vô ngực. Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy từ bi tiếng hộ trì cho hai con
hai con đã nên duyên chồng vợ, nguyện cùng nhau kết tóc trăm năm. Ông ta đã theo mối chỉ hồng cho Lan với Phụng kết tình chồng vợ. Bốn lại này nhờ Phật chứng minh cho đôi trẻ chung tình mãi mãi. Nam mô Đà Phật nhất. Nhì, ba, tư, để lễ tạ ơn thầy hai sát con. Hai con xây ra ngoài. Đốt ba cái hương đó. Rồi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật trên hoàng thiên với hậu thổ phụ huyền đức tổ cảm ứng chứng miên. Chứng cho đôi trẻ được kết duyên vợ chồng, ông Tơ bà Nguyệt đã xe ai sợ chỉ hồng cho đôi trẻ được kết thành chồng vợ. Đầu cuối lại quý khách tân tập hai họ lượng tất tiền nhân từ đời thượng cổ của quyền thất tổ cảm ứng chứng miên. Chứng cho hai cháu được kết duyên vợ chồng, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Trên thượng dưới bà làm án phát đã phước lộc tràn đầy con một cháu một. Ấm no hạnh phúc đến ngày trăm năm, vậy mới xứng đáng con gồng cháu tiên. Nam mô Đà Phật, hôm nay Lan cũng được vui dày, xin xê nội ngoại đủ đầy bà con. Chúc mừng hai họ xin về quý ông cùng nhau cảm chén rượu đào. Mừng cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng trăm năm, kết tóc đến già chẳng phai. Dù cho nhật đổi sao dời cũng là hai họ đời đời với nhau. Tổ tiên ta từng ngàn xưa để lại, trai lớn lên phải cưới vợ, mà gái lớn lên phải gả lấy chồng, để sinh con trai gái nối dòng tổ tiên. Câu ca dao ta nói gái không chồng như thuyền chèo không lái, mà trai không vợ ngựa chạy không cương. Ngày nay có dây cương sẽ cột lại rồi ngựa không có chạy nữa, mà cái thuyền phải có lái rồi không có lũi nữa được đâu được hết. Cúi đầu nhất nhì ba tư, giờ lại hỏi xong thì trước hết đây á, thì cái lễ đính hôn có nay hai con góp rượu đây đưa cho ông nội bà nội nè. Bên má em một nụ hôn nhẹ nhàng em má hôn mạnh vô cho hai trái tim mình quà chung nghiệp thở tối đêm nay. Anh cùng em xây dựng trong Phật lo tương lai, anh cùng em sống chung một mái nhà hạnh phúc, anh là một bờ gia dưỡng chắc cho em gửi chọn suốt cuộc đời. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý tân tập hai họ, hôm nay cũng là ngày lễ du quy xuất giá, cũng là ngày hai cháu đã thành hôn, chiếc thuyền qua đưa rước chập chờn cho cha với mẹ tâm hồn phơi phới dưỡng nuôi cháu có ngày dịu vợ, sự nhọc nhằn mong đợi gì đâu, đến hôm nay chồng vợ nên câu. Cha với mẹ mới ngỏ hầu ghi nhớ, mới buổi đầu làm dâu còn bỡ ngỡ, nhờ bên chồng giúp đỡ trẻ che thêm. Đối với cha mẹ con phải kính mến nhiều đòn, học hỏi những gì con chưa biết. Đối với ông bà con phải dùng chữ hiếu, đối với cô bác phải xử sự như vậy an toàn. Đối với anh chị em phải dùng lời nói cho đan trang, lời nhã nhặn họ hàng yêu quý, vợ với chồng ráng mà dung dị. Các cháu đây tận tị nhịn nhau, nếu lỗi lầm chứ có hùng nào cần giải quyết cách nào cho biết. Cha với mẹ có đôi lời dứt quyết, cầu tơ duyên mà biệt trăm năm, miễn làm sao cho hai con được áo ấm cơm no. Cha với mẹ mới kẻ tâm yên tí, dâng khi chúc mừng cho hai con Lan Phụng được hòa minh sắc cầm hảo hiệp. Xin chúc mừng hai thông gia bền vững mãi mãi để lo tương lai hạnh phúc cho con cháu sau này. Xin chúc mừng quý tân tập hai họ trọn năm năm dần đều được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự bình yên và ấm no mãi mãi. Xin kính chào quý vị, chào quý vị. Đến đây tôi cũng xin hết lời để trao lại cho ông đại diện để tán lễ dâu kính thưa nhị vị trưởng tộc, kính thưa trưởng tộc hai họ, kính thưa quý vị khách quý hôm nay, trước khi chúng tôi trình lễ rước dâu và tính họ, thì cũng cho phép và đại diện hội đồng gia tộc của bên nam cho ông xin chân thành cảm ơn hội đồng gia tộc bên nữ cho ông cùng toàn thể quý vị khách quý rất dễ dãi cho chúng tôi trình lễ từ đầu cho đến cuối.
và góp phần bữa nay được đầy đủ và tăng thêm cái phần ân trọng. Gia đình Nam Dôn chúng tôi không biết nói dơi, cuối cùng chúng tôi trình lễ rước dâu và tiễn thọ và chúc cho đoàn gia tộc bên nữ Dôn làm ăn phát tài phát đạt, muôn điều vạn sự bình an, tấn tài tấn đức, sức khỏe dồi dào, thắng lợi trong công việc, kết quả của việc làm, gia đình tràn đầy sức sống, và cuối cùng chúc cho đôi thân ôn trăm năm hạnh phúc long phụng và minh đức như lão sắc. Cảm ơn hiệp xin chân thành cảm ơn và quý vị cùng chúc lâu tuổi thọ. Kính mời hội đồng gia tộc của bên nữ Chôn cùng toàn thể quý vị khách quý và hộ gia dùng trà để chứng kiến buổi lễ rước dâu và tịnh thọ hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa chị em trưởng tộc, kính thưa lưỡng tộc hai họ, kính thưa toàn thể quý bà con bên ngoại bên nội cùng quý vị khách quý, được sự cho phép hội đồng gia tộc Nam Chu Hôn tôi hướng dẫn đôi tay con cái lễ hôm nay và chương trình buổi lễ hôm nay tôi xin được thông qua phần thứ nhất đôi tay con kính lễ quỳ thất tổ, phần thứ hai đôi tay con kính lễ họ, phần thứ ba đôi tay con kính lễ ông bà hiện tiền, phần thứ tư đôi tay con kính cậu kính lễ cô cậu dì dượng cha mẹ chú bác, sau cùng
tặng quà của anh chị bè bạn của Đông Sài Gòn, và cuối cùng cảm tưởng của vị khách quý nếu có. Còn về phía kính lễ người thân tổ gồm có xá hoặc lại, còn về kính lễ họ cũng có xá hoặc lại, còn về ông bà hiện tiền thì Đông Sài Gòn kính lễ gồm có 3 giai cấp. Giai cấp thứ nhất bậc ông bà lớn hơn ông bà nội ngoại, giai cấp thứ hai ông bà nội ngoại và ngang hàng với ông bà nội ngoại, và giai cấp thứ ba ông bà em của bà nội ngoại. Còn về cô cậu dì dưỡng cũng có 3 giai cấp. Giai cấp thứ nhất Đông Sài Gòn kính lễ cô cậu dì dưỡng bác thuộc anh của cha mẹ. Giai cấp thứ hai cha mẹ và ngang hàng với cha mẹ, cũng như xui gia bè bạn của cha mẹ. Và giai cấp thứ ba cô cậu dì dưỡng chú tím em của cha mẹ. Sau cùng tặng quà của anh chị bè bạn và em của cô dâu. Và chương trình buổi hôm nay chắc chắn có điều thiếu sót. Rất mong vị trưởng tộc, lưỡng tộc hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý có gì thêm bớt giúp cho buổi lễ được đầy đủ và tăng thêm cái phần long trọng. Xin trọng kính mời. Nam mô chức tâm thành kính của Đức Tổ, vị kính lục bộ đại quan tam kính chư thánh chư thần tứ phương bát hướng âm dương chứng kiến nhật nguyệt chứng minh. Hôm nay là ngày lành giờ tốt cho Tân Hôn, đứng trước Thất Tổ nguyện và xá bốn xá. Xin cô vị Thất Tổ chứng kiến nhận bốn xá đồ hộ cho Tân Hôn, tấn tài tấn đức sức khỏe dồi dào trăm năm hạnh phúc long bụng hòa minh bất nhiên với lão sắc cả mọi hiệp. Ngày em xá bốn xá nhất kính lễ, nhị kính lễ, tam kính lễ, tứ kính lễ, rồi ngày em gây vô ngoài bốn giờ đây hay trình với vị trưởng tộc lớn và phái họ cùng toàn thể vị khách quý phần tôi không kính lễ người thất tổ và họ đã xong đến phần ông bà hiện tiền. Chúng tôi xin tăng trọng kính mời bậc ông bà lớn hơn ông bà nội ngoại dùng nguyễn vũ cho cháu kính lễ. Xin tăng trọng kính mời. Của việc kết quả của việc làm gia đình tràn đầy sức sống, và cuối cùng
Chúc cho đôi Tân Hôn trăm năm hạnh phúc, long bụng và bên Bắc Ninh và đảo sắc cạo biệt. Xin chân thành cảm ơn và buổi lễ kết thúc. Và chúng tôi xin chân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý cùng hòa đồng với tộc của bên nữ thôn dùng một tiệc thân mật gia đình, xin trọng kính mời. Em ơi, cứ này nè, ngay vô cũng nhiều quá, ai mà đi vô luôn. Nhưng nào cũng có cúi đầu rồi, rồi. Là sự hiện diện đầy đủ của tất cả những nhân vật chính. Và xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt nữa để chúng ta cùng chúc mừng cho hai họ và chúc mừng cho đôi bên ngày hôm nay ạ. Vâng, để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị đã đến chung vui trong tiệc cưới ngày hôm nay về bên phía họ nhà trai chúng tôi, thì ngay bây giờ xin mời ông Nguyễn Thanh Đổng sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị để thay cho lời cảm ơn chân thành ạ. Cô xin mời ạ. Kính thưa hai họ, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa tất cả bà con thân bằng hữu nghiệp gần xa, cũng không ngại đường xá xa xôi đến đây để chung vui cho con của chúng tôi. Chúng tôi cũng là không biết nói gì hơn, chúc tất cả bà con và hai họ và quý vị khách quý là dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng kính chào. Vâng, và xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành của họ nhà trai. Và thưa quý vị, và để đỡ lời cho bên phía họ nhà gái, thì Duy Thanh cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của tất cả quý vị đã không ngại đường xá xa xôi đến dự buổi tiệc chung vui ngày hôm nay để chúc mừng cho Thanh Vũ và Lan Anh. Cảm ơn họ nhà trai đã có một buổi tiệc thật thân mật để đón tiếp họ nhà gái của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.